Trong tiếng trống rộn ràng và những tràng vỗ tay náo nhiệt, trường tiểu học Lê Lợi chào mừng 320 em học sinh vào lớp 1, cùng hơn 1.500 học sinh toàn trường tiếp tục nỗ lực phấn đấu học tập, tiếp nối truyền thống thi đua dạy tốt, học tốt của nhà trường. Trong năm học vừa qua, trường tiểu học Lê Lợi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chất lượng đại trà và mũi nhọn được giữ vững và nâng cao với 79 lượt học sinh đạt giải hội thi giao lưu cả cấp, trong đó có 57 giải cấp thành phố, 14 giải cấp tỉnh và 8 giải thưởng cấp quốc gia. Không chỉ chú trọng vào chất lượng giảng dạy, nhà trường còn tập trung tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp để qua đó nâng cao kỹ năng cần thiết cho học sinh, giúp các em tự tin, mạnh dạn để học tập hiệu quả hơn. Chương trình khai giảng năm học mới 2018-2019, trường tiểu học Vĩnh Ninh bắt đầu với hoạt động đón chào 304 em học sinh lớp 1. Năm học 2017-2018, trường tiểu học Vĩnh Ninh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Năm học này, toàn trường có 1.380 học sinh với tổng số 36 lớp. Nhà trường chủ trọng dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học. Chủ trọng đề án ngoại ngữ quốc gia 2020, các hoạt động giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh. Quyết tâm của nhà trường là thi đua dạy tốt học tốt, phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia, tiếp tục khẳng định là trường có chất lượng giáo dục cao trên địa bàn thành phố Huế. Năm học vừa qua, trường tiểu học Phú Hòa đã đạt được nhiều kết quả tốt trong các hoạt động giáo dục. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và chất lượng đại trà được duy trì, giữ vững, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao rõ rệt. Nhiều học sinh đạt giải cao từ cấp thành phố đến cấp quốc gia. Năm học mới 2018-2019, trường đặt ra mục tiêu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực, lấy hoạt động của học sinh làm trung tâm, đa dạng hóa các hình thức học tập, tiếp tục chú trọng đến các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học, quyết tâm xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình của ngành đề ra.